Còn bây giờ sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, thông tin mới nhất liên quan đến vụ động đất thương tâm tại Thổ Nhĩ Kỳ và CD. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ động đất đã lên hơn 50.000 người. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 184 người bị tình nghi liên quan đến việc nhiều tòa nhà bị sụp đổ trong trận động đất kinh hoàng và các cuộc điều tra đang được mở rộng. Theo thống kê, hơn 160.000 tòa nhà với 520.000 căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nặng nề trong thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. Trong cuộc họp báo ở thành phố Diyarbakir phía đông nam, một trong số 10 địa phương chịu thảm họa, ông Bekim Bodak thông báo hơn 600 người đã bị điều tra liên quan đến các tòa nhà bị dập. Số người bị bắt và tạm giam bao gồm 79 nhà thầu xây dựng, 74 người chịu trách nhiệm pháp lý, 13 chủ sở hữu và 18 người đã thực hiện các thay đổi đối với các tòa nhà này. Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với những gì họ coi là hành vi tham nhũng trong xây dựng và thiếu sót trong phát triển đô thị.